Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Bình Lệ Dân bị nghẹt mũi rồi cái đàm dướng cổ họng hoài, uống thuốc tai mũi họng, uống cảm cúm tùm lum hết. Mà nó không hết, nó cũng còn dướng hoài. Khóa cái cổ tay, rồi sau đó chúng ta từ từ chúng ta vuốt từ cổ tay bên phía mặt trong của cánh tay, vuốt thẳng lên. Trong khi đó thì người bệnh hít thở sâu vài hơi. Cắt hơn mình. Đó, hít thở sâu vài hơi. Rồi, vuốt mặt trong cánh tay, vuốt từ sát cổ tay lên, phía mặt trong cánh tay. Đó, vuốt lên trên. Và người bệnh lại hít thở sâu vài hơi. Cứ nhẹ nhàng thôi, làm không cần đòi hỏi dùng sức, không cần đòi hỏi dùng lực. Chúng ta cứ nhẹ nhàng vì chúng ta đang vuốt cái đường máu mà, đẩy máu lên. Mình làm như thế này là mình đang đưa máu về phổi. Và lúc này khi mà máu nó nhiều rồi và người bệnh hít thở sâu, đưa nhiều oxy vào nữa, máu nó trao đổi nhanh thì cái hơi thở nó dễ chịu. Cơ nhị đầu, khi mình đặt tay vào mình thấy cái cơ nhị đầu mà cái ngón trỏ mình đặt, mình thấy cái cọng gân á, rồi mình bật qua cái cọng gân đó, làm 3 cái từ trên xuống và làm 3 lần. Và bật xong này người ta nghe giãn cái phế quản, giãn cái khí quản ra, hơi thở ta dễ chịu, hết tức ngực khó thở liền. Bên này nữa. Đúng rồi, cứ làm nhẹ nhàng thế, đúng rồi, bật qua cái sợi gân á. Kéo xuống. Nhẹ nhàng. Đấy, bà cô được bé rồi. Đó. Đây làm cái cô giống. Chưa vô đây thì gặp cô thì cô vuốt với lại cô bấm con chuột thì nó em có nó bớt dướng đàm, mà cứ lúc mà bấm con chuột á thì nó có một cái luồng khí nó vô lỗ mũi mình á, nghe nó nguyên một đường khí nó vô, thấy nó thông phổi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.